Cốc cốc cốc. Bạn cần thiết kế meal plan và workout plan 10 tuần giúp thay đổi hình thể phải không? Hãy nhắn tin ngay cho mình trên Facebook Hana Giang Anh. Hiện tại thì Hana đang nhận thiết kế meal plan và workout plan, vừa có chế độ tập tại nhà, vừa có chế độ tập tại phòng gym. Bạn sẽ có các link video để tập theo như thế này và Hana sẽ thiết kế cá nhân để phù hợp với mục tiêu của từng bạn. Ngoài ra còn có chế độ ăn trong vòng 4 tuần và lặp lại trong 8 tuần, thực đơn cực kỳ dễ mua. Hãy liên hệ và inbox cho mình nha. Chào mừng mọi người đến với ngày đầu tiên trong tuần thứ 2, bài tập cho phần thân dưới leg day. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tập Giant Set. Tiếp tục là Giant Set mọi người ạ, tại vì đây là series tập nâng cao mà, thế nên là chúng ta sẽ chỉ toàn là Giant Set thôi. Giant Set có nghĩa là 4 động tác tác động vào cùng một nhóm cơ, tập trung trong một set và sau đó mình sẽ lặp lại 2 lần. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai nữ phụ xinh đẹp, một là Trang. Trang sẽ đại diện tập cho những bạn beginner, các bạn mới tập hoặc là thể lực vẫn còn chưa đủ khỏe, chúng ta sẽ tập easy option. Còn đây là Iris, cô nàng trâu nhất của Inspire. Vì thế nên là cô nàng này sẽ đại diện cho những người tập advanced. Và các bạn hãy tập tạ theo cùng với Iris nếu như các bạn đã tập lâu rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Đừng phải háo hức quá, chuẩn bị này. 1, 2, 3, let's go! Đến với 3 phút đầu tiên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ phải warm up thật là kỹ, nếu không thì chúng ta rất là dễ bị đau chân đó mọi người, dễ bị chấn thương. Hai chân mở rộng bằng hông nào. Ngồi xuống, dùng hai tay nắm lấy mũi chân của mình và đẩy căng thẳng chân ra. Xuống hít vào và lên thở ra. Xuống hít, lên thở. Dùng tay nắm lấy mũi chân, mở đầu gối ra ngoài, căng bắp chân, căng chân sau ra. Ok. Mình làm chậm thôi để cho cái cơ khớp, cái đầu gối của mình nó quen. Lúc mình ngồi xuống sâu thì khớp gối của mình nó sẽ được ép lại và căng cái phần cơ tứ đầu đùi, giúp khởi động và giãn phần cơ đó. Thêm hai cái nữa. Và một cái nữa. Rồi, mình đứng lên nào. Cuộn người đứng lên. Ok, chúng ta vung chân bên trái. Vung lên, up down, up down. Đúng rồi, vung nào. Thở, hít. Thở, hít. Khó giữ thăng bằng quá. Siết chặt cơ bụng lại. Thở ra, siết chặt cơ bụng lại. Thở, hít. Thở, hít. Rồi, đổi chân nào. 2, 3, chân phải lên và xuống. Siết cơ bụng lại. Vung chân nhanh. Hai cái nữa. 1, rồi, vung chân trước sau nào. Trước sau, trước sau. Cẩn thận đạp vào bụng nha. 4, 3, 2, 1 và đổi bên. Ngày hôm nay khi mà tập thì mọi người hãy chuẩn bị cho mình một đôi tạ 5 cân. Nếu ở nhà bạn có tạ 8 cân thì bạn dùng luôn tạ 8 cân hoặc là 10 cân. Vì tạ càng to thì tập càng phê nha. Đặc biệt là phần thân dưới. Muốn ngã luôn á. Ok, nào co đầu gối lên. Đầu gối chạm vào tay. Thở hít. Thở hít, thở hít. Tốt. Ép cái đầu gối chặt lại để căng phần cơ tứ đầu đùi nha. Thở, hít, thở, hít, thở, hít. Rồi, co đầu gối bên phải lên. Duỗi chân ra 4 lần. Chậm thôi, siết cơ bụng lại. 3, căng thẳng chân. 2, và một lần nữa. 1, rồi đổi bên nào. Chân kia, co chân lên. Giữ chắc phần đầu gối, căng ra. 4, hít vào. 3, và 2. Một lần nữa này. 1. Rồi, ok. Chưa hết. Thêm một xíu nữa nhá. Đặt hai tay vào đầu gối, cuộn người xuống và dùng tay nắm lấy mũi chân của mình. Sau đó vươn người lên, chống tay vào. Ok, đến với động tác đầu tiên, mình sẽ cầm quả tạ 5 cân hoặc là 8 cân. Hai chân mở ra tư thế sumo squat, mũi chân hướng ra ngoài và chân rộng hơn vai. Tư thế sumo squat slow, di chuyển thật chậm trong sự kiểm soát. Mông hạ xuống thấp hơn đầu gối. Mở đầu gối ra ngoài theo hướng mũi chân, đạp gót chân để đứng lên. 5 giây nữa, hít vào và thở ra. Rồi, mình sẵn sàng. 5 giây nghỉ. Động tác tiếp theo là sumo squat 1/2, xuống và lên một nửa. Chuẩn bị. Bắt đầu. Xuống và lên một nửa. Xuống và lên một nửa. Hóp chặt mông lại. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Xuống và lên một nửa.
xuống và lên một nửa. Một chút nữa thôi. Rồi mình sẽ tiếp tục đi chỉnh kỹ thuật cho tất cả mọi người. 5 giây nữa nha mọi người, cố gắng lên. Tiếp tục tập theo Trang hoặc là tập theo Iris. Rồi nghỉ 5 giây, chuẩn bị đến với sumo squat hold. Chúng ta sẽ giữ ở dưới, bắt đầu xuống giữ. Rồi giữ nào, giữ. Để quả tạ trôi theo người mà cầm dọc nó, cầm dọc á, ở đó. Ok, giữ chắc nha mọi người ơi. Người mới thì bạn này mình có thể thả tạ ra. Đúng rồi, thả tạ ra nha, giữ nguyên nha. Và chuẩn bị cầm tạ lên rồi thực hiện động tác swing. Cầm tạ lên. 2, 3, swing, vung về phía trước. Đúng rồi, chính xác, giống như Iris. Khi lên mình thở ra, hóp chặt mông lại. Thở và hít 30 giây. Hóp chặt mông lại, vung tạ lên, ngang bằng với cả vai của mình. Thực ra mình cầm 5 cân hơi nhẹ. Ui, tạ 10 cân đấy rồi. Các bạn hãy thử cầm sang tạ 10 cân với cái động tác này thì nó sẽ phê hơn rất là nhiều. Đó, swing nó phải có lực. Phải có lực. Thở, hít, thở, hít, thở, hít. Rồi. Xong một giant set. 4 động tác. Xong. Rest. Rồi, hiểu vấn đề chưa? Nó sẽ là như thế. Bây giờ mình sẽ lặp lại. Đúng rồi, lặp lại. Lặp lại. Sẵn sàng chưa? Đây, Iris, chị nhường em cái quả này. Đấy, quả tạ phê nhất hệ mặt trời. Mọi người hãy cầm sang một quả tạ nặng. Bởi vì là tập tạ nặng thì nó mới giúp cho mình phát triển cơ được. Nào, bắt đầu. Sumo squat slow. Chậm, 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 chậm. Và lên, thở ra. Hóp mông lại. Xuống, hít vào. Chậm, 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 chậm. Và lên, thở ra. Chậm, 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 chậm. Và lên, thở. Hít. 5 giây nữa. Mở đầu gối ra ngoài. Hít vào. Chậm, 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 chậm. Ok. Chuẩn bị sumo squat 1/2. Mông thấp hơn đầu gối. Đạp mạnh gót chân để lên. Bắt đầu. Hít. Đạp gót chân nâng lên 1/2. Hít. Thở. Hóp chặt mông lại. Hít. Thở. Tay cầm tạ thẳng dưới vai của mình, thả lỏng tay ra. Và cảm nhận cơ mông. Khi lên mình hóp chặt quả mông lại. Yeah. Và xuống hít vào. Rồi bên này có ai thấy đau chưa? Chắc không ai thấy đau ở trong cái mặt kia là không ai thấy đau hết mọi người ơi. Trời ơi, ghê gớm quá luôn. Rồi. Động tác số 3 là hold. Những người mới sẽ bỏ tạ ra. Chuẩn bị. Bắt đầu. Hold. 30 giây. Giữ vững. Không bỏ cuộc. Ai bỏ cuộc thì vẫn như cũ thôi. Vẫn là làm chó thôi, không được làm người đó. 15 giây nữa. Đạp mạnh gót chân. Siết chặt cơ bụng. Đẩy rốn lên trên cột sống của mình. 8 giây nữa. Gắng lên, gắng lên, gắng lên, gắng lên. 3, 2, 1. Rồi cầm tạ dọc như này để chuẩn bị swing. Hóp chặt mông của mọi người lại. 2, 3. Bắt đầu. Hóp mông. Văng tạ lên. Văng tạ lên. Văng lên phía trên vai của mình. Khi về phía đằng sau, mình chui tạ đằng sau. Chui tạ đằng sau nha. Giống như có ai đang nắm tay mình. Nắm cái quả tạ kéo về phía đằng sau. Khi lên mình hóp chặt mông lại. Văng tạ về phía trước. Thở ra. Siết bụng đẩy rốn. Văng tạ. Cố lên. 3 giây nữa. Ok. Xong giant set số 1. Nghỉ 30 giây. Bài tiếp theo. Reverse lunge. Reverse lunge backward. Rồi mọi người sẽ xoay cái bụng. Đó. Xoay cái bụng một chút nha. Rồi mình để bụng ra phía này. Ở đó. Rồi cầm tạ lên nào mọi người. Hai quả luôn. Đây, đứng lên trên bụng.
Bước chân phải về phía đằng sau nào. Hạ đầu gối xuống gần sát mặt đất. Chậm thôi nhá. Xuống hít vào này, từ từ đặt gót chân, đặt mũi chân sau xuống dưới đất, đầu gối sau hạ xuống gần sát mặt đất. Người hơi ngả về phía trước một chút để trọng tâm nó dồn vào chân trước nha. Đạp gót chân để đứng lên. Rồi, tốt, giờ mình bỏ tạ xuống. Thực hiện động tác đó nhưng mà là bodyweight. Đứng lên trên bụng, bắt đầu chấm chân và hạ xuống luôn. Liên tiếp, chấm nhẹ mũi chân phải lên bụng, hạ xuống luôn. Đầu gối trước trùng, mắt nhìn xuống phía dưới. Cái bụng này không cần phải cao bằng đầu gối của mình nhưng mà nó cũng đừng thấp quá ha. Để các bạn hạ gối xuống, nó có thể xuống một cái biên độ căng hết mức của mông chân trước. Rồi, động tác tiếp theo, lăng và hâu là đặt chân này xuống dưới đất nha. Đây, hâu, hạ đầu gối phải xuống sát mặt đất. Người tạo thành một đường thẳng, ngả người về phía đằng trước nhẹ như thế này nha mọi người. Đấy, người hạ ngả nhẹ, đầu gối sau gập xuống gần sát mặt đất, đúng rồi. Siết chặt cơ bụng lại và kéo hai cái xương bả vai vào nhau. Cố gắng lên nhá, cố gắng giữ nhá. Sao rồi? How are you? Cảm thấy sao? Rất là mỏi. Thế thì bây giờ nó chính là lăng bodyweight. Đứng lên nào. Bắt đầu xuống và lên liên tiếp. Xuống và lên liên tiếp. Xuống và lên liên tiếp. Hạ đầu gối xuống sát mặt đất luôn. Đạp mạnh gót chân trước. Mình có thể thực hiện với cái nhịp độ nhanh hơn một xíu để cho nó tăng nhịp tim lên. 5 giây nữa. Gắng lên. Xong. Good. Và giờ mình đổi chân. Đổi chân. Đúng rồi. Nghỉ 30 giây đã. Nghỉ 30 giây đã. Cảm giác thế nào? Đau. Hơi mỏi. Hơi mỏi, chỉ là hơi mỏi thôi mọi người thấy không? Và các huấn luyện viên thì đều là con người cả. Nên là huấn luyện viên tập được thì mình cũng tập được đúng không? Đúng là như thế chứ còn gì nữa. Đứng lên trên bụng nào, cầm tạ lên. Rồi với người mới mình sẽ không cầm tạ luôn nha Trang ơi. Không cầm tạ luôn. Bước chân trái về phía đằng sau và lên. Hạ đầu gối xuống sát mặt đất. Và lên. Xuống hít vào. Và lên. Mông đẩy nhẹ về phía đằng sau. Đạp gót chân để lên. Gập cái phần bẹn lại. Đúng rồi. Cảm nhận phần bẹn của mình bằng cách nhìn xuống phía dưới chân cho cái người trúc về phía trước. Tốt. Và mình bỏ tạ ra. Ở động tác tiếp theo, reverse lăng. Đứng lên trên bụng. Bắt đầu bước chân trái về sau. Rồi đầu gối trước vẫn trùng và chấm chân trái lên trên bụng. Xuống và chấm chân. Cái quan trọng của động tác này là đầu gối trước của mình vẫn phải trùng. Nếu như mà mình đứng thẳng lên này mình sẽ hết đau luôn nha. Đó. Tập liên tiếp, đầu gối trùng. Liên tiếp, liên tiếp. Xuống hít, lên thở. Xuống hít, lên thở. 4 giây nữa. Rồi, nhớ động tác gì tiếp theo không? Lăng và hâu. Đúng rồi. Chuẩn bị này. 2, 3, xuống. Và giữ nào. Đúng rồi, hạ đầu gối xuống sát mặt đất. Rồi, Trang để chân xa ra một tí nào. Đúng rồi. Thẳng lưng lên, mọi người cố gắng lên nha. 15 giây nữa. Có ai thấy đau không? Iris đau rồi mọi người ơi, không biết là điêu hay là thật nữa. Vậy chứ mọi người thấy đau không? Mọi người thấy đau hay không thì lát mọi người nhớ phải comment nhá. Bởi vì đây vẫn là bài tập mông nên chắc chắn tay mọi người không bị mỏi và mọi người vẫn comment được. Và bắt đầu. Rồi, lên và xuống liên tiếp bà ơi. 2, 3, xuống hít, lên thở. Rồi, vào những tập trước thì tôi đã hát cho các bạn nghe. Vào tập này bà muốn hát bài gì để tôi hát cho bà nghe nào? Không được, bà phải order một bài rõ ràng. Các bạn có thể order. Các bạn có thể order nha. Vì khi mà các bạn order thì những số sau nó sẽ hát trong lúc tập. Để cho mọi người quên đi. Nào Iris, em có order bài gì không? Ơ kìa. Cái gì cơ? Tiếng Hàn á. Sáng chị vừa hát tiếng Hàn mà chị vừa hát Gangnam Style luôn á.
Rồi, giờ mình đổi bên nè. Cầm tạ lên và lặp lại. Vòng số 2. Nghỉ một xíu, 15 giây. Trang và Iris là kiểu người hướng nội hay sao ấy, nên là mọi người chưa có order bài nào hết mọi người ạ. Hơi rụt rè một chút, nhưng không sao. Mọi người cứ order đi nha, cứ comment ra nào nha. Chuẩn bị, bắt đầu. Tiếp tục tấn công vào cái mông bên trái. Rồi, mắt nhìn xuống dưới đất. Hít và thở. Nhớ cười tươi lên nhá. Như đã nói rồi là nếu tập mà nhăn nhó hoặc là nghiêm túc thì tập xong cái trán của mình nó sẽ cau lại. Chúng ta sẽ già đi mất. Cười lên. Woo. Mình đang được tập chứ không là phải tập nha. Được tập. Tuyệt vời quá. Mông mông của mình đang được tra tấn. Được tra tấn. Rồi, bỏ xuống. Tiếp theo, giữ nguyên góc gối bên trái, chấm mũi chân phải, bắt đầu xuống và lên, chấm mũi chân, đạp mạnh gót chân xuống. Mình tin là khi mà chúng ta tập luyện như thế này mỗi ngày thì cơ thể của chúng ta cũng nó có thể, mình không biết nhá, tại vì tùy vào cái cơ thể của mỗi người mà có người sẽ giảm cân nhanh, có người sẽ giảm cân chậm, có người tăng, có người không tăng, có người giảm, có người không giảm. Nhưng mà sức khỏe của chúng ta sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Đó nên là mình phải tin vào những gì mà mình đang làm nha. Rồi, tiếp, xuống nào. Các chị em, chuẩn bị. Chính là cái điều đó đó. Ho, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Chắc là mọi người sợ cái đoạn này lắm. Mọi người có sợ không? Có đúng không? Thời gian như ngừng chơi. Còn 15 giây nữa nha, đếm ngược nha. Nào mình cố gắng đạp mạnh cái gót chân trái xuống để chỉnh cho cái xương hông hai bên nó cân bằng với nhau. Một chút nữa thôi, đẩy mông về đằng sau đi. 4 giây nữa. 2, 1. Rồi, lên và xuống liên tiếp. 2, 3, go. Lên và xuống liên tiếp. Tiếp tục, tiếp tục. Điều sung sướng nhất là khi mông chúng mình đau. Nhiều khi chúng mình nói thẳng là chúng mình trả tiền để được mông đau. Mà trong cái series này thì chúng ta được tập hoàn toàn miễn phí, là mông đau một cách miễn phí. Xong. Tốt. Và nghỉ. Nghỉ một chút. Rồi đổi chân. Massage cho phần mông nào. Mình phải yêu nó. Mông yêu, mông quý, mông ăn hạt bí. Không biết hạt bí hả? Là nội Tết là mọi người hay ăn hạt bí, hay cắm hạt bí. Rồi cầm tạ lên. Còn 9 giây nữa, hãy set up sẵn cho chân phải. Sẵn sàng chưa? Ok. Bắt đầu, bước reverse. Bước những bước thật là mạnh mẽ. Đạp gót chân. Hít và thở. Hít và suýt ngã. Hít và thở. Tiếp tục. Bam 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 bam. Đẩy mông về phía đằng sau. Hạ đầu gối xuống sâu. Rồi. Và bỏ tạ. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Bước về sau. Đúng rồi. Hạ đầu gối xuống sát mặt đất. Khi lên đầu gối phải vẫn trùng. Ngả người về phía trước. Ngả người. Càng ngả người về phía trước thì góc hông của mình nó càng gập lại, sẽ càng vào mông nhiều hơn. Đau quá. Cố lên, siết bụng lại. 3 giây nữa. Xong. Chuẩn bị bước xuống nhá. Sẵn sàng chưa? Bước. Và hô. Mình sẽ gửi cổ vũ. Mình sẽ cổ vũ các bạn. Hãy mở đầu gối ra ngoài theo hướng mũi chân của mình. Đầu gối mở ra. Thả lỏng cái chân sau ra nào. Thả lỏng. Đúng rồi, xoay vai mở ngực. Đạp mạnh gót chân xuống. Một nửa thời gian nữa thôi. Một nửa thôi. Siết chặt cơ bụng. Đúng rồi. Cố gắng lên.
2 giây nữa. 3. Good job. Và xuống lên liên tiếp nha. Ủa sao lại vỗ đùi phải vỗ mông chứ? Đấy, vỗ đùi thấy kỳ quá nè. Xuống hít. Và lên thở. Đúng rồi. Chỉnh cho hai xương hông của mình bằng nhau nào. Đạp mạnh cái chân phải nhiều hơn để cân chỉnh lại mông của mình. Đúng rồi. Tốt. Xuống hít. Lên thở. Xuống hít. Lên thở. Xuống hít. Lên thở. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì chúng mình tập là để rèn luyện cả ý chí nữa. Xong. Chúc mừng. Đập tay. 1/3 chặng đường đấy. 1/3 chặng đường đã chơi qua. Nào, bài tiếp theo. Single leg deadlift slow. Single leg deadlift 1/2. Romanian deadlift slow. À, cái đoạn này là switch. Ok, switch. Rồi, xong 1/2 rep. Đây, cầm tạ lên. Mọi người đứng vào cái vị trí được set up sẵn nhá. Rồi, đầu tiên là làm một chân trước. Mình dồn trọng tâm vào chân phải, chấm chân trái ra đằng sau. Và mình trượt tạ xuống thật là chậm. Theo chân, đạp gót chân lên, hóp mông. Xuống chậm. Và lên, hóp mông. Xuống chậm, trượt mông về phía đằng sau. Và lên, hóp mông. Chậm thôi, chậm thôi. Hóp mông. Xuống hít. Và lên, thở. 5 giây nữa, xuống hít. Dồn hết trọng tâm vào chân trước. Rồi, đổi chân nào, chân kia. Bác phải hơi nhẹ á. Nếu mọi người cầm tạ 8 cân hoặc 10 cân là sẽ phê hơn nhá. Bắt đầu, dồn trọng tâm vào chân trước. Đẩy cái mông về phía sau và lên hóp mông lại. Những bạn nào mới tập cũng nên cầm tạ 5 cân. Bởi vì động tác này nếu mình cầm tạ 3 cân mình sẽ không cảm nhận được cơ mông luôn nhá. Chân sau các bạn chỉ chấm nhẹ thôi. Giống như là đang đặt chân lên một bát nước mắm. Đầu gối trước trùng nhẹ và đẩy đầu gối trước về phía đằng sau. Cho cái mông của mình nó căng về phía đằng sau. Thẳng lưng. Siết phần lưng rộng lại. Rồi, cả hai chân đặt cân bằng với nhau. Slow hai chân. Bắt đầu. Slow hai chân. Chậm. Hít vào. Lên. Hóp mông. Xuống. Hít. Và lên. Hóp mông. Khi lên cảm giác như cái mông của mình nó hóp lại nha mọi người. Hóp lại. Xuống. Hít. Lên. Hóp mông. Hít. Và hóp mông. Chậm rãi trượt mông về phía đằng sau. 5 giây nữa. Đẩy đầu gối về phía đằng sau. Rồi, phần tiếp theo sẽ là 1/2 rep. Xuống và lên đến đầu gối. Bắt đầu. Lên gối này. Xuống hít. Lên thở. Xuống hít. Lên thở. Mỗi lần lên mình phải cảm giác là mông của mình hóp nào mới tính. Mông hóp lại mới tính. 15 giây nữa. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Tạ kéo sát vào chân để mông đẩy về phía đằng sau. Trọng tâm dồn về phía đằng sau. Rồi. Ok. Nghỉ 30 giây. Và lặp lại. Cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào tất cả mọi người? Ê ê một chút thôi. Ghê chưa? Ê một chút thôi. Ghê quá à. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ lặp lại. Nào lấy tạ 10 cân cho em nhá. Hai quả tạ 10 cân này. Rồi, hai quả tạ 10 cân này. Một chút thôi nha. Rồi, ok, bắt đầu lặp lại. Single leg. Rồi. Mình xoay ngang một xíu để nó chỉnh nha. Xoay ngang, 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 ngang. Rồi, ok, bắt đầu. Trượt tạ xuống theo sát chân. Sát chân. Và lên. Đạp mạnh gót chân, hóp mông lại. Rồi khi xuống thì mình phải trượt mông ở phía đằng sau. Nhiều bạn sẽ hay mắc cái lỗi là đầu gối bị thùng quá. Thì các bạn phải cố gắng là căng cái đầu gối ra. Thì cái mông của mình nó mới căng ra được. Ok. Thẳng lưng lên, người tạo thành một đường thẳng, mắt nhìn dưới đất. Tốt. Và chuẩn bị đổi chân nào. Nếu mình muốn cảm nhận cái cảm giác dồn trọng tâm vào cái chân mình tập, thì mình thử nâng nhẹ chân sau lên một tí. Khỏi mặt đất luôn, off the ground luôn. Đó thì mình sẽ cảm nhận được trọng tâm nó dồn vào chân trước. Tốt. Trượt tạ xuống chậm thôi để mình cảm nhận cái cơ mông căng ra. Rồi khi lên thì mình lên nhanh. Xoay vai mở ngực nào.
Rồi, chuẩn bị thực hiện động tác này với cả hai chân. Rồi, sẵn sàng. Xoay ngang luôn nha. 2, 3, xuống chậm. Trượt tạ theo chân, đẩy mông về phía đằng sau. Và lên, đạp mạnh gót chân, hóp mông lại, đứng lên. Di chuyển thật chậm. Chúng mình sẽ không muốn là khi tập cái động tác này mà lại không cảm thấy mông mà sẽ bị đau đầu gối. Thế nên mình phải đẩy đầu gối về phía đằng sau. Nếu các bạn không cảm nhận được mông thì các bạn cứ nhớ là đẩy đầu gối ra. Đẩy ra. Rồi, cầm tạ ở đấy luôn. 1/2 rep. Bắt đầu. Xuống và lên đến đầu gối. Xuống hít vào và lên đầu gối. Xuống hít và lên đầu gối. Tất cả chúng mình ai cũng đều có thể tập được những cái bài tập này. Nếu bạn là người mới, bạn không biết phải tập như thế nào thì bạn có thể xem các cái video chỉnh kỹ thuật hoặc là đặt ở comment. Chỉ cần comment thôi, Na sẽ quay những cái short video để hướng dẫn kỹ thuật cho mọi người. Rồi, tập trung vào bài tập, chỉ còn 3 giây nữa thôi. Done. Good. Giant set tiếp theo mình sẽ sử dụng cái này, Bulgarian split squat nha. Rồi em sẽ đứng xoay mặt vào đây. Trang đứng xoay mặt vào trong nha, cho đỡ. Rồi mình sẽ đặt cái chân sau lên trên bục như thế này. Hai tay mình sẽ cầm tạ. Động tác 1 là sẽ làm chậm. Rồi động tác 2 là sẽ là làm 1/2. Rồi động tác số 3 là bỏ tạ ra, body weight. Động tác thứ 4 là lăng pose. Ok. Đổi tạ. Nào, đặt chân phải lên bục. Bắt đầu, người mới mình sẽ không cần sử dụng tạ. Nào, xuống chậm, thật chậm. Gập cái đầu gối sau lại, hạ xuống sát mặt đất. Đạp gót chân trước để đứng lên. Đó, lặp lại nào. Mắt nhìn xuống phía dưới. Để cho cái người trúc xuống phía dưới. Thì trọng tâm sẽ dồn vào chân trước. Dồn trọng tâm vào chân trước nhé. Làm chậm cơ, chậm, chậm. Động tác này là, bài này là tempo training. Có nghĩa là mình sẽ làm lúc nhanh lúc chậm. Rồi, giờ là làm nhanh á. Đúng không? Ô không, 1/2. No, no. 1/2, sẽ rồi 1/2 đó. Chính nó đó, lên này, một nửa. Xuống hít vào. Lên một nửa. Xuống hít vào. Lên một nửa. Xuống hít vào. Lên một nửa. Hít. Lên. Hít. Tiếp. Hít. Lên. Tôi dặn như bò rồi. Dặn nặng. Ok. Và mình sẽ làm body weight. Bắt đầu. Body weight. Xuống hít, lên thở. Làm nhanh nhá mọi người ơi. Nhanh lên. Đạp mạnh gót chân. Mắt nhìn xuống phía dưới. Đẩy hông về phía đằng sau. Nữa. Sắp hết rồi. Tốt, bây giờ đặt chân sau xuống dưới đất luôn. Làm lăng rồi nhấp bà. Sao ấy? Sao sẽ cười kiểu đấy nhở? Nhấp. Nhấp. Có 30 giây thôi. Nó chỉ là 30 giây thôi. 30 giây thôi. À, đau đít quá. Không sao, mình sẽ làm được. Ôi, một nửa chặng đường trôi qua rồi. Ok, đây gọi là tempo training. À. Tiếp tục. Xong. Hết. Mọi người chỉ cười những điệu cười ngơ ngạch. Những điệu cười ngơ ngạch. Không thấy son phấn đâu nữa rồi, trôi hết rồi. Rồi, đổi chân. Rồi, mình lặp lại nha. Slow. 1/2. Xong rồi, body weight, rồi nhấp. Hanna sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho mọi người dưới này. Rồi, 2, 3, đặt chân lên. Cầm cả hai quả tạ luôn nha. Bắt đầu hạ xuống thật chậm. Rồi, cái bài này mình phải làm càng chậm càng tốt. Mọi người làm nhanh là không có vô, chậm hơn nữa. Đúng, lên ấy, lúc lên là lúc lên chậm ấy. Thì nó gọi là eccentric, là khi mà cơ của mình kéo dài ra và gồng, lúc đấy là lúc mà mình tập cho cơ nó khỏe lên rất là nhiều. Là lúc mà mình lên, mình làm thật chậm. Gắng lên.
Cố lên, cố lên. Ngả người về phía trước nào. Tốt. Nghỉ tí em ơi. Chuẩn bị làm 1/2. Đặt chân ở trên luôn. Ừ, cầm tạ luôn, 1/2 mà. Bắt đầu, xuống. Rồi, lên một nửa. Xuống. Và lên một nửa, cái động tác này không phải nhấp. Nên mình phải làm nhịp chậm thôi. Chậm lại, xuống. Đạp chân lên một nửa, giữ lại ở trên. Rồi, xuống. Giữ lại ở trên nào. Hạ đầu gối xuống sát mặt đất hơn nữa. Một cái lỗi chung của tất cả mọi người là gối chưa hạ xuống sát đất, nên cái phần mông này nó chưa mở hết biên độ. Cố gắng xuống sâu hơn nữa. Hạ hẳn xuống sát mặt đất. Và lên. Lên một nửa thôi, một chút nữa thôi. Cố lên. Rồi, ok. Bỏ tạ xuống, chân vẫn ở trên bụng. Body weight, làm nhanh. Tempo training, thay đổi nhanh chậm liên tục. Bắt đầu, go, xuống, lên, xuống. Rồi, hạ đầu gối xuống nữa. Xuống nữa, góc mông phải mở nữa. Xuống nữa nào Iris, xuống nữa nào. Chưa được, xuống nữa. Đúng rồi, gập đầu gối sau lại. Gập chân sau lại nào. Gắng lên mọi người ơi. Cái gì? Nào, cố lên bà ơi, tôi thấy mồ hôi bà chảy ra rồi. Đây vẫn là câu chuyện buổi sáng tôi bảo mọi người là mỡ đang khóc. Thật ra thì theo khoa học mỡ không khóc được. Nhưng mà mình cứ nghĩ thế cho nó vui ấy. Rồi đặt chân xuống chuẩn bị nhấp này. Đây, điều mọi người sợ đã đến. Go! Nhấp, 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 nhấp. Rồi bây giờ mình hãy bỏ tay ra khỏi đùi vì cái liêm sỉ của mình nào. Đúng rồi, mình đừng để tay lên đùi như thế nó vô liêm sỉ. Nó bị rụng mất liêm sỉ. Rồi, bà ơi nhấp cơ mà không phải 1/2, nhấp là kiểu làm nhanh ấy. Bầm, 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 bầm. Cố lên, ôi tôi thấy, ôi nó rung như máy giặt rồi mọi người ơi. Máy giặt bên này lại khởi động rồi. Sáng thì máy giặt Rodeo rung bật bật. Hôm nay thì máy giặt Trang rung bật bật. Ok, xong. Đổi chân đó mọi người ơi. Đổi chân mọi người ạ, đổi chân, đổi chân. Nào. Đúng rồi, đổi chân. Mình cầm tạ lên nhá. Mình cầm tạ lên. Nào, sẵn sàng chưa? Tạ đâu, tạ đâu? Mình chưa sẵn sàng, mình cũng phải sẵn sàng. Bởi vì là tự nhiên là đồng hồ đấy. Đồng hồ nó chạy một cách tự động mà. Rồi, đặt chân lên nhá. Nào cả nhà. Tất cả mọi người cũng đặt lên chân lên cho Na nào. Chưa sẵn sàng cũng phải đặt chân. Rồi, bắt đầu. Hạ xuống chậm. Mọi người làm theo Na nhé, chỉ làm theo thôi. Đừng có suy nghĩ gì cả, đừng nghĩ là ôi sao tôi khổ thế. Đừng nghĩ mình khổ nhá, lực hấp dẫn là nó hút đến đấy. Nghĩ là ôi sướng quá, mông đau tuyệt vời luôn á. Làm chậm nào, super slow. Chậm như là nụ hôn với người yêu đầu em ơi. Rất tạ luôn à. Chậm lại hơn nữa nào, nào. Đó, thấy chưa, vừa bảo nụ hôn với người yêu đầu nó chậm hẳn lại luôn. Rồi, chuẩn bị 1/2 rep nha. Lần này là gập ghềnh như nụ hôn với người yêu cuối. Xuống giữ, lên chậm, giữ. Đúng rồi, khúc khỉu mọi người ơi. Xuống này, thấp ngang gối và lên một nửa này. À, lúc sắp chia tay nhưng mà nó lại cứ khù khoằm dập dìu, nó không chia tay hẳn cơ. Khổ thế chứ lại, đúng không Iris? Đúng không hả mọi người? Rồi, xuống và lên một nửa nào. Trang ơi, thẳng cổ lên nào, sắp cắm đầu xuống đất rồi. Mọi người cố gắng lên. Rồi, bỏ tạ. Đây chính là lúc mà cơ mông bắt đầu run rẩy. Đặt chân lên em ơi. Chuẩn bị. Nó đến rồi. Điều mà chúng ta sợ nhất đã đến. Nó chính là của nó là cái gì ta? À, làm nhanh. Đúng rồi, thế chưa sợ. Lát nữa mới sợ. Rồi, em ơi, chạm vào tay chị được không? Đúng rồi, mọi người ơi, hãy xuống tít xuống dưới này này. Đó, chạm vào tay Na này. Đúng rồi, đã chả chạm thế nào hết Iris ơi. Đúng rồi. Tiếp tục xuống hít, lên thở, đạp mạnh lên. Giống như là đạp vào mặt người yêu cũ ấy. Ok, đạp đi, push. Nhiều khi không hiểu mình có thù gì với người yêu cũ. Thực ra không có thù gì đâu. Rồi, đặt chân xuống dưới và nhấp. 2, 3. Nhấp, 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 nhấp. Dập dìu, dập dìu. Dập dìu, đàn chị, đàn anh. Anh thẳng cổ lên nào. Đúng rồi, nhấp nhanh, nhấp nhanh, nhấp nhanh. Nhấp dập dìu nào, ôi. Hey, hey, 1, 2. Ôi, 1.5% rồi, nghe thấy không? Nghe thấy cái loa không? 50%. Come on. Rồi, dặn lên, dên lên đi. Hãy dên lên nào. Dên to. Ôi, cái gì mà sao? Rồi, các huấn luyện viên của tôi thẳng lưng lên. Thẳng lưng lên. Tất cả mọi người hãy thẳng lưng lên. Ok, rest 30 giây. Cầm tạ lên nhá. Không sao đâu mọi người ơi. Đau chỉ là cảm giác tạm thời thôi.
trí não của chúng ta đang lừa chúng ta đấy. Thật ra cái cơ của chúng ta nó vẫn làm được tiếp. Cầm tạ lên. Chúng ta đang bị lừa, chúng ta đang bị thao túng, chúng ta không đau, cầm tạ lên. Đặt chân lên nào, bắt đầu. Tất cả mọi người cùng xuống nào, cùng xuống với Iris và Trang nào. Rồi hãy làm supercell, quay trở lại với nụ hôn người yêu đầu, bắt đầu. Thật mượt mà như tình đầu của, tình đầu hồi đại học đúng không nhỉ? Phải hồi đại học không? Chết rồi, mẫu giáo à? Mẫu giáo phải không? Trời ơi, mẫu giáo mà đã hôn rồi, thế thì chết không được đâu. Sợ quá. Nào xuống chậm nào, chậm chậm. Em làm nhanh quá, chậm lại một xíu mọi người ơi, tất cả cùng chậm lại. Ok, 1/2. Đây là vòng cuối cùng của cái Giant Set tầm tầm này rồi. Cố lên, bắt đầu. Xuống và lên một nửa, khấp khỉu, khúc khỉu như nụ hôn với người yêu cuối. Chả biết người yêu cuối là ai luôn ấy. Bà thì có người yêu cuối rồi nhưng mà Iris thì chưa biết. Kéo hai cái phần vai vào nhau, đúng rồi. Nào, dừng và lên một nửa. Cố lên, dừng và lên một nửa. Chỉ được lên một nửa thôi mọi người nha. Gắng lên, gắng lên. Sắp xong rồi. Rồi, vứt cục tạ đi. Ghét rồi, ghét. Vứt luôn. Chuẩn bị làm nhanh này. 2, 3, nhanh. Đúng rồi, nào, gập hẳn đầu gối xuống đây thì cái quả mông ở chân trước nó mới căng ra được. Đúng rồi, gắng lên mọi người. Try your best. Mình làm nhanh nha. Đúng rồi, mình làm nhanh để cho nó có lực ở chân. Đạp mạnh lên được không Iris ơi? Cố lên mọi người ơi, đừng bỏ cuộc. Mình biết là rất là đau. Rất đau, rất đau. Nhưng không sao hết, chúng ta sẽ vượt qua. Cơn đau chỉ là ảo giác. Đặt chân xuống tư thế lăng. Nào, vượt qua cái ảo giác của mình. Tự nhiên lại thấy không thấy mồ hôi chảy ra mà thấy chảy máu. Tôi nhấc, kiểu đau quá. Tôi nhấc đi, nhưng mà team này chưa thấy đổ nhiều mồ hôi lắm. Các bạn đã đổ nhiều mồ hôi chưa? Lát nữa comment cho mình biết nha. Nhấp bà ơi, nhấp nhấp nhấp. Đúng rồi, nhấp 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 nhấp. Đừng dừng lại, đừng bỏ cuộc. Đừng dừng lại, đừng bỏ cuộc. Don't quit, don't quit, don't quit, don't quit. Thở ra nào. Đúng rồi, dặn ra nào. Rồi, xem chúng ta đến cái set gì nè. Ô, đúng rồi, cool down rồi, trời ơi. Những mối tình dừng ở đây. Nào, đặt chân trái lên trên bụng, duỗi thẳng chân kia ra, giãn căng cơ đùi nào. Mọi người giỏi lắm. Mọi người thấy sao? Mỗi set cuối là đau thôi. Rồi, đặt đẩy cái mông về phía đằng sau, bẻ mũi chân trước lên. Rồi đạp thẳng gót chân ra, hai tay mình vẫn chạm trên mặt bụng và vươn dài cái lưng về phía trước nha. Ép ngực và bụng vào sát chân và mình xoay cái hông thẳng lại cho hai hông cân bằng với nhau. Giữ lâu một chút, quá 15 giây. Và mình lên nào. Đổi chân kia. Chân trái, nâng gót chân sau lên, hạ mông xuống sâu. Dồn trọng tâm về phía trước, đừng để đầu gối bị vượt quá mũi chân, đẩy đầu gối phía đằng sau nào. Hóp bụng lại thẳng lưng. Rồi mình rút chân sau về và đạp thẳng chân trước ra. Bẻ mũi chân lên, rút hai cái hông lại cho hai hông cân bằng với nhau và kéo dài cột sống của mình về phía trước. Đạp thẳng chân ra, ép rốn lên trên đùi. Hít sâu vào và thở ra, cố gắng thả lỏng cơ thể, cảm nhận sự dễ chịu nhé. Rồi và chúng ta lên. Ngồi về phía trước. Ôi đừng ngồi sướng quá, tuyệt vời ông mặt trời luôn á. Rồi chúng ta đặt hai chân sát vào hông của mình, dùng hai tay ôm lấy chân, ép khỉu tay lại để kéo chân vào sát người, mở đầu gối ra. Các bạn có thể ngồi xuống đất nha, tại vì cái này của
cái mặt đất của nam mọi người hơi bẩn. Rồi mình rung nhẹ đầu gối, rung nhẹ đầu gối. Rồi và mình vươn dài người về phía trước nào. Vươn dài người. Rồi, vậy là chúng ta đã kết thúc xong bài tập ngày hôm nay. Nhìn này, rất là nhiều mồ hôi. Hôm nay thì Hana không tập hết set của mọi người và đi chỉnh kỹ thuật, thế nên là Hana không có nhiều mồ hôi lắm. Mà hy vọng là những bạn ở đằng sau màn hình thì cũng có nhiều mồ hôi như là hai huấn luyện viên ở đây. Các bạn hãy comment cho mình biết cảm nghĩ của mọi người nha. Nhớ nhá. Và nếu mọi người muốn tập cùng Hana và các huấn luyện viên thì hãy đến gặp bọn mình ở Inspire Boutique Fitness số 6 Mạc Đĩnh Chi, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là 67 Trần Xuân Soạn Hà Nội. Và hẹn gặp lại mọi người. Bye.